Chào các em. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài 3 trang 29. Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O. Thì có nghĩa là mình thực hiện hai cái phép vị tự đó thì nó cũng tương ứng với việc là cái ảnh cuối cùng nó sẽ là ảnh của một cái phép vị tự tâm O so với lại cái điểm gốc ban đầu ha. Thì để chứng minh bài này mình làm như sau. Mình gọi một điểm A bất kỳ nào đó ha. Gọi A là điểm bất kỳ. Gọi A là điểm bất kỳ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gọi A phẩy là ảnh của A qua phép vị tự tâm O tỷ số là M ha. Rồi mình cũng gọi A hai phẩy là ảnh của A phẩy qua phép vị tự tâm O tỷ số N. Thì theo định nghĩa, nếu mà A phẩy là ảnh của A qua phép vị tự tâm O tỷ số M thì chúng ta sẽ có được rằng là O A phẩy sẽ bằng vector O A phẩy sẽ bằng M lần vector O A. Còn nếu mà A hai phẩy là ảnh của A phẩy qua phép vị tự tâm O tỷ số là N thì chúng ta sẽ có được là vector O A hai phẩy ha, O A hai phẩy sẽ bằng N lần vector O A phẩy. Thì gọi đây là 1, 2 đi. Từ 1 và 2 mình suy ra được đây vector O A phẩy. Đây vector OA phẩy, thầy sẽ thế vector OA phẩy từ đây xuống đây ha. Vector OA phẩy là bằng MOA. Có nghĩa thầy thế MOA xuống OA phẩy nè, OA phẩy nè, được chưa? Thì từ 1 và 2 thầy suy ra được OA phẩy phẩy vector OA phẩy bằng N này nhân cho M này OA đúng không? Có nghĩa thầy thế cái cụm này nè. Vô đây, vô OA phẩy. Bởi vì cái đóng này là bằng OA phẩy đúng không? Thì thế cho đây. Thì thầy sẽ được là MNOA phẩy. MNOA. Mà cũng theo định nghĩa thì việc này tương đương với lại là A hai phẩy sẽ là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỷ số là MN. M nhân N đó. Ok không? Thì có nghĩa rằng là qua hai phép vị tự tâm O tỷ số M và liên tiếp là tâm O tỷ số N thì chúng ta sẽ được một phép vị tự tâm O tỷ số MN. Được chưa? Từ đây mình mới suy ra rằng là vậy sau khi thực hiện hai phép vị tự tâm O tỷ số là M với phép vị tự tâm O tỷ số là N, ta được phép vị tự tâm O tỷ số là MN ha. Tỷ số là MN ha. Đề bảo là khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O.
Thì đây chính là điều phải chứng minh ha. Điều phải chứng minh là khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O, ta sẽ được một phép vị tự tâm O. Suy ra điều phải chứng minh. Suy ra điều phải chứng minh. Rồi, chúng ta hoàn thành bài 3, trang 29 ha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở video sau ha. Chúc các em học vui.